Xin mời đến viếng của các cháu lãnh đạo chi nhánh bao bì TNG sông Câu. Các em lớp cá heo trường mầm non Aqua Kids để về thăm viếng trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn bà Nguyễn Thị Tuyết Dung, kính thưa ban tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ. Nhận được tin bà Nguyễn Thị Tuyết Dung 250 về với tiên tổ, đoàn chúng tôi chi bộ tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể đến thắp nén nhang tiễn biệt bà về nơi chín suối, cầu chúc cho vong linh bà siêu thoát, phù hộ độ trì cho con cháu gia đình bà, bạn bè hàng xóm luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Để chia sẻ sự mất mát lớn lao này, đoàn chúng tôi xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, chuyện này mời của gia đình xin chân thành và cảm ơn quý đoàn về thăm viếng thắp hương xong. Trân trọng kính mời quý đoàn ra bàn uống nước chia buồn cùng gia đình tang quyến. Đề nghị mọi người toàn ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Minh Đức. Hello. Lễ truy diệu bà Nguyễn Thị Tuyết Dung đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin cảm ơn gia đình tang quyến cùng toàn thể các quý vị. Tiếp theo, chuẩn bị đến giờ an táng, đề nghị các vị được phân công nhiệm vụ vào vị trí di quan để chuẩn bị lên xe quan về nơi an nghỉ. Mẹ ơi, lễ truy điệu đã xong, giờ an táng được cử hành, các con giàu giàu tiễn bước mẹ đi. Mẹ đi rồi chẳng có ngày về với bố con mẹ. Mẹ ơi, giờ
đừng bỏ các con mẹ ơi. Mẹ đi đâu thế à? Mẹ ơi, xin đừng bỏ bố con mà đi. Xin đừng bỏ bố con mẹ ơi. Chạy nhanh đi. Đấy, cứ vào đi, vào đây chị sắp lễ trong này trước. Để đón bà vào. Đấy, cứ vào trong đây mình sắp lễ trước. Đứng đấy. Xin kính mời gia đình tập viên của quý vị đưa tiễn ổn định trong cúc để tiễn của bà Nguyễn Thị Tuyết Dung được bắt đầu. Kính thưa hương hồn bà Nguyễn Thị Tuyết Dung, kính thưa toàn thể cá nhân gia đình tập viên của quý vị đưa tiễn, thay mặt các toàn thể cán bộ công nhân viên Đài Mạng Ơn
an lạc viên, với niềm tiếc thương vô hạn gửi với thân nhân gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Dung lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi. Trước phong linh bà, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ niềm đau thương mất mát lớn lao của gia đình. Xin hết lòng để được cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hỏa táng cho bà được chu đáo trọn vẹn. Cũng xin được cùng gia đình nguyện cầu cho linh hồn bà được thanh thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Xin kính mời gia đình tạm biệt cùng quý vị đưa tiễn đi vào cái linh cữu vĩnh biệt bà Nguyễn Thị Tuyết Dung lần cuối. Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung không còn nữa. Để tưởng nhớ bà, xin quý vị dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chương trình nghi lễ kết thúc, xin kính mời gia đình tập viên cùng quý vị đưa tiễn lên nhà chờ làm thủ tục và nghỉ ngơi.